chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu cửa nhôm đúc kết hợp với kính cường lực. Thì thông thường thì một số nhà hàng, khách sạn lớn thì là rất là ưa thích cái thiết kế này, cái thiết kế giữa cửa nhôm đúc và kính cường lực này nó có cái đặc điểm gì, nó có những cái đặc tính gì mà tại sao lại rất nhiều khách sạn, nhà hàng lớn, resort lại thích cái thiết kế này. Thì đầu tiên mình sẽ phân tích sơ bộ để các bạn có thể hình dung được cái đặc tính của cái sản phẩm này. Thông thường thì một cái cửa kính thì hay được làm các cái viền xung quanh, cái viền xung quanh này bằng nhôm hệ hay là nhôm si phe hay là nhôm Việt Phép. Đấy là những cái truyền thống nhiều năm nay ở Việt Nam hay sử dụng. Nhưng cái đó thì nó có cái nhược điểm là mỏng, không chịu được những cái tấm lớn. Và cái thứ hai nữa, về họa tiết thì nó không thể thể hiện được những cái họa tiết như thế này, là nó không thể hiện được. Nó chỉ có những cái hình chữ nhật hay là hình vuông. Và màu cũng vậy thôi, màu chỉ có những màu cơ bản như là màu cà phê hay là màu đen, màu trắng. Đấy là những màu cơ bản của cái nhôm hệ, nhôm si phe hay là nhôm Việt Phép. Nhưng khi nhôm đúc đã thổi hồn vào những cánh cửa này một nét rất là đặc biệt, biến những cái cửa đơn thuần thành những cái tác phẩm nghệ thuật. Các bạn có thể thấy đặc biệt, ví dụ như ở đây những cái họa tiết hoa văn, ngoài về vấn đề kết cấu lực cho giữ cho cái kính này, thì nó còn có cái tác dụng là tạo nên họa tiết cho sản phẩm, làm cho sản phẩm không bị đơn điệu, không bị cứng nhắc như cái bộ cửa thông thường. Đấy, các bạn nhìn thấy rất rõ. Ví dụ như đây, thường thường những họa tiết này được chúng tôi làm đấy, đối xứng ở các cái góc với nhau. Ví dụ đây, các góc các bạn nhìn thấy không, các cái góc vừa có tác dụng giữ kính, các cái thanh chặn này giữ kính, đây là kính này, giữ kính, và nó vừa có cái tác dụng là làm đẹp, làm cho cái cửa của mình nó thêm phần lịch sự hơn, hoành tráng hơn. Đấy, chúng tôi thiết kế những cái đố ở đây, những cái đố chịu lực ở đây. Đấy, đây là những cái đố gọi là cái đố chịu lực. Đấy, thường thường là 12 phân và dày 6 phân. Sau đó chúng tôi cho kính vào giữa. Đây các bạn có thể nhìn từ góc bên cạnh đây. Đấy, cái chỗ ngón tay tôi, đây là phần kính. Chúng tôi đúc xong rồi hở cái phần này ra và cho cái kính cường lực vào giữa. Đấy, và phần đây là cái phần tay nắm, cái phần tay nắm, cái tay nắm này được cũng được chúng tôi đúc nguyên khối, các bạn thấy không, to, rất là to, dài. Đấy, những cái sản phẩm này thì chỉ nhôm đúc mới có thể tạo ra được và làm được, chứ còn những cái sản phẩm khác thì nó không tạo được những cái sự hoành tráng hay là nét nghệ thuật trong cái cửa như cái sản phẩm nhôm đúc này. Đấy, ở đây là cái cửa bốn cánh thì chúng tôi có làm cái bản lề, các bạn có thể nhìn cái bản lề để gắn kết giữa hai cánh với nhau. Đấy, đây là cánh giữa này, đây là cánh phụ hông. Thường thường cánh phụ hông thì mình hay chốt đấy, mà mình chỉ mở cánh giữa thôi, khi nào có sự việc lớn thì mình sẽ mở cả hai cánh ra. Các bạn có thể nhìn xung quanh đây được thiết kế hoàn toàn bằng nhôm đúc và kính cường lực, tạo nên một cái vẻ nguy nga lộng lẫy cho cái khách sạn. Đây có thể nói là một cái sản phẩm tối ưu kết hợp với kính dùng cho
những cái khách sạn hay là cái resort lớn thì bạn nên dùng cái sản phẩm này. Tuy về giá thành thì có sẽ nhỉnh hơn so với kính cường lực kết hợp với nhôm hệ thì là nó sẽ rẻ hơn, nhưng cái sản phẩm này tôi khẳng định là nó sẽ cao hơn. Nhưng các bạn yên tâm đi, tiền nào của đó nhìn vào các bạn sẽ thấy nó khác biệt hẳn. Đó, nếu mà các bạn có nhu cầu làm cái nhôm đúc cho khách sạn kết hợp với kính thì các bạn có thể liên hệ với công ty nhôm đúc Nam Định theo số điện thoại là 0946 266 860 thì chúng tôi sẽ lên thiết kế cho resort, cho khách sạn của các bạn những cái mẫu đẹp nhất, hoành tráng nhất. Xin chào các bạn.